cơm ăn cùng nè. Rồi con cảm ơn con nha. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo nha. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt ngay tại thị trấn Cái Nhâm của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong video ngày hôm nay, mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan chợ Cái Nhâm nha. Sáng ngày hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2023, ngày âm lịch, tức là ngày mùng 2 tháng 4 đó cô chú. Hôm nay là thứ Bảy, hy vọng chia sẻ được một cái cảnh chợ Cái Nhâm đông đúc và nhộn nhịp cho cô chú và anh chị và các bạn xem nha. Hiện tại là em đang đứng ngay chỗ một cái dòng xây giao giữa đường Phạm Hùng và đường Nguyễn Trãi nè. Phía trước màn ảnh cô chú đây là chợ Cái Nhâm. Cái nhà lồng này là nhà lồng chợ cũ nè cô chú, thuộc khóm 1 ha. Ngay chỗ dòng xe này, trước ống kính cô chú á, mình rẽ trái là sẽ đi về khu vực chợ Cái Nhâm mới, cũng như là khu nông sản thực phẩm đó. Ở đó thì bà con có một cái khu chợ ruộng, bà con bán cặp cái con sông Mang Thít luôn đó. Hướng đi ngược lại của em sẽ đi về cầu Số 9 để đi về đường quốc lộ 53 nha cô chú, để đi về huyện Long Hồ cũng như là đi về thành phố Vĩnh Long. Bây giờ là tầm 7 giờ sáng rồi. Hôm nay thì cái không khí thời tiết ở đây cũng không có nắng lắm, sáng này trời cũng rất là nhiều mây cô chú. Và bây giờ chúng ta cùng đi vô chợ nha. Đó. Đây là khu vực chợ nhà lồng cũ nè cô chú. Ở đây thì buổi sáng người ta ít bán đồ lắm, chủ yếu cái nhà lồng bên đây là người ta bán một số quần áo nè, rồi giải đó. Khu bán cá thịt sẽ nằm bên khu chợ mới và sát bờ kè ha. Đây là cái con đường đi thẳng xuống bờ kè luôn nè cô chú. Ngoài ra mình đi có thể đi ra phía sau cái nhà lồng này ha,
và có cái con đường là cặp bờ kè luôn để mình đi tới chợ. Thì đi đường bờ kè thì mình có thể đi tới phà Cái Nhâm. Phà Cái Nhâm thì đi qua bên sông kia sẽ đi về huyện Vũng Liêm á cô chú. Và bây giờ mình đi thẳng luôn ha. Ngay một cái ngã ba đây cũng có một cái cửa hàng bách hóa xanh nè cô chú. Hôm nay là ngày mùng 2 thì thường những cửa hàng kinh doanh hoặc là những người tài xế lái xe đó là hay sẽ mua hoa hoặc là mua trái cây để cúng xe đó cô chú. Rồi người kinh doanh thì cúng cửa hàng. Cái con đường này hai bên dẫn xuống chợ đó, là bà con buổi sáng bán cũng rất là nhiều nè. Có những cái xe đẩy bán quần áo luôn nè cô chú. Đó. Bên đây thì có bán dưa hấu luôn nè. Đi xuống tới đây, đoạn ở đây là thấy bà con bán nhiều rồi. Ngay góc đường này có những cái xe bán cây trồng rồi nè. Đó. Ở đây bà con là thấy bán đông lắm rồi đó cô chú. Bên đây có chị bán cái xe khoai nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ gửi xe nha cô chú. Gửi xe sau đó mình sẽ đi vô chợ. Sẵn đi chơi gửi xe thì em sẽ chạy một đoạn ở đây xem cho cô chú xem luôn ha. Rồi sau khi gửi xe xong đó cô chú, bây giờ em sẽ đứng từ đây để mình đi vô chợ ha, chia sẻ cảnh chợ cuộc sống của bà con cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Ngay đây là một cái góc đường, buổi sáng ở đây có một số xe bán đồ ăn rồi là đồ trái cây quần áo luôn nè cô chú. Ở bên kia thì có cháo lòng, hủ tiếu, bún mắm đồ kìa. Các cái xe cháo hủ tiếu đồ sáng ngày khói lên nghi ngút luôn. Bên kia như cái xe kia bán dây tiêu phải không chú? cái cô kia bán dây tiêu để trồng á cô chú. Dạ. Quay cảnh chợ Mang Thích, chợ Cái Nhung. Dạ con đi từ từ xuống đó cô. Chị bán dây tiêu không à? Ngay góc này thì có cô bán bánh, bán chuối nè. Thì chị này thì bán sầu riêng. Cái dây này cái dây bông gì hả cô? Không biết nữa mà cái ông kêu ông dặn đó mà tới giờ ông đâu mất tiêu ông ra. Cô bán hay là cái cô đó bán? Không, cái cô kêu nhiều lắm mà dạ. Hôm nay chúng ta đi cùng kinh rồi. Thì ông giao ra một dậu vậy đó ha. Ừ. Ông kêu cô qua mấy chậu rồi mới thiếu. Cái bông này nó tự tựa cái bông bụp mà nó đơn giản hơn cái bông bụp. Ừ. Vậy cái bông này đẹp lắm nha chú. Dạ nhìn cũng đẹp ha. Ừ, hôm qua ông mua 3 bụi, còn cái bụi bữa sáng mai đem ra chợ đó mà. Để luôn ông đâu mất tiêu rồi. Dạ. Nhìn cũng đẹp. Khi có sầu riêng mang cục đồ kìa cô chú. Tới mùa sầu riêng rồi ha. À, ở đây có cô bán chuối với lại là chuối chiên nào nè cô chú.
Cô, trái chuối bự kia là chuối gì vậy cô? Trái chuối bự kìa. Trái chuối táo quả. Dạ, cái này nó chín hay là cô nấu nó còn sống? Có, nó chín rồi mình mới buộc dây là mình nấu cho dạ. Nên cho nó nứt. Cái này ăn ngọt không cô? Trời ơi, cái này là chú ăn ngon gấp mấy lần chú khác. Dạ. Bông, cô bán nhiêu trái? 10.000 trái hả chú? Rồi, cô bán cho con một trái 10.000 đi. Đó giờ con nghe nói chứ chưa ăn luôn. Thì chú ăn thử rồi, ngon dữ lắm. Hình như con nghe nói cái tên tá quả là lúc nó cái bung cái buồn á làm cái đùng á mình tá quả phải không cô? Cô xưa nghe ba con nói vậy không biết có không à? Không biết nữa, cái này tôi lấy về của người ta. Bữa tôi bán mười mấy trái, nãy giờ tôi bán còn 4 trái nữa hết rồi, cái này nghe nè. Sáng giờ cô nói mấy trái chứ? 16 trái. 16 trái ha. Đây con đưa cô tiền lẻ đi. Ừ. 2 rồi ha. Ừ. 3 4 5 6 7 8 9 tháng 9 11 rồi cô đưa lại con ngàn. Rồi. Đưa cho cô tiền lẻ. Cô khỏi thói luôn. Chạy cô đi đổi tiền ta đó. Dễ hả? Thử thì ngon rồi, 31 chiếc này hiếm lắm. Dễ hả? Ủa. Dạ. Đâu mới có được chừng chục cái. Có loại trái nó bự dữ dằn lắm. Ừ, cô bán mấy trái bự hết rồi, cô bán mấy trái bự hơn cái này nữa là cô bán. Dạ. Con thấy ruột vàng không? Dạ. Cái này thì nó nằm trên. Cô quấn như là bánh tét vậy. Ừ, quấn như bánh tét chứ không thôi nó còn ấy là nó chút hết trơn rồi chú ơi. Dạ dạ. Nó nở tràn lên trên. Rồi con cảm ơn cô nha. Ừ. Chúc cô bán mau hết nha. Ừ, rồi. Bên đây có cái mâm chuối chuối nấu nè cô chú. À. Chuối cao rồi, khoai cao rồi, khoai luộc. Bên đây là có khoai môn sống đây nè. Thôi bây giờ mình đi vô chợ nha cô chú. Bên kia thì có bún hủ tiếu rồi. Cô ngồi kế cái chị bán sầu riêng nè. Cô cái kia là bánh gì á cô? Nãy con không thấy nè. Cái bánh bao chiên, rồi cái bánh cái này giống bánh rồi cái bánh giá. À bánh giá. Rồi cái bánh này là bánh gà bó xôi. Dạ, gà bó xôi luôn. Ừ. Dạ, quá dữ. Nhưng mặn nhưng ngọt. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Ừ. Bên đây có sầu riêng với lại măng cục nè cô chú. Cái hướng này là cái hướng mình đi ra khu nhà lòng chợ cũ lúc nãy em đi vô với cô chú. Bây giờ mình đi vô chợ từ hướng này nha. Hôm nay là ngày mùng 2, thấy mấy cô bán bông cũng nhiều lắm. Bên đây cũng có cái xe chuối đâu nè. Bên đây em thấy bà con có bán sầu riêng, rồi dừa, măng cục rồi nè, rồi bông nữa. Đây, ở đây buổi sáng có mấy cô nạo dừa nè. Bên đây có mấy cô bán rau rồi nè cô chú. Mấy bà con đây sáng bán dài 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 phía sau luôn ha. Ở đây có cô bán đậu hũ nóng luôn nè. Đó. Chào cô. Cô bán đậu hũ nóng hả cô? Dạ. À cô làm cái này mình xách đi không có bị đổ phải không cô? Dạ. Dạ. Bao nhiêu một hũ nha cô? Dạ, rồi cô bán cho con một hũ không đi. Nay là công nghệ mới đậy cái không có bị đổ luôn. Hai bịch sữa chị yêu. Sữa đậu nành đâu nè. Quá trời luôn. Lấy cái nguội này nha. Cái phở đó nóng quá. Cô bán bánh rồi chả rồi nữa. Dạ, ăn chút con ăn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Đây là quầy đậu hũ của Gia Tiền luôn cô chú. Đây bên đây có mấy cô bán rau nè.
đi qua bên đây chia sẻ những cảnh buôn bán của mấy cô luôn ha. Bên đây có mấy cô bán đậu, rau, lá cách rồi nè. Chào các cô. Đó, ở đây có cô bán sầu riêng nữa nè. Đây cô bán có một trái sầu riêng nè. Với một mấy trái măng cụt. Rồi mấy trái lê kim ma nữa. Ở đây trái cây nhà sao mà cô bán ít, có mấy trái vậy cô? Của nhà. Dạ. Ở đây có ai bỏ ai, người ta mua hết thì còn nhiêu á. À dạ. Con tưởng đâu là của nhà nó mấy trái nó sầu riêng nó chín rụng cái cô mang ra bán ít vậy á. Sáng ngày mấy cô ngồi đây bán dễ thương quá nè. Cảm ơn nha cô. Dạ. Cô bên đây thì có bán ít đồng nè. Đó. Ít đồng, bên đây cá lồng tông rồi cá bóng rồi nè cô chú. Con cảm ơn nha ít cô. Đây cam rồi trái cây đồ. Ở dưới đây là mấy cái cây xanh á. Bà con ngồi đây bán rất là mát luôn. Đó. Ở đây có bắp, rồi dừa, nho đồ nữa nè cô chú. Đây có măng cụt đồ nè. Ở đây thì có sầu riêng nha. Đó. Đây có bơ nữa. Dạ. Sầu riêng, chị đi bán sầu riêng quá trời luôn nè. Đây cô bán khóm với lại là dưa gan đồ nữa nè cô chú. Đó. Bên kia có giải đồ. Mình đi từ từ vô luôn ha. À, đi chợ thì ở đây có một cái bãi giữ xe nè cô chú. Có cái nhà giữ xe luôn ha. Mình giữ xe ở bên đây. Em thấy đa số bà con cũng có thể đậu ở bờ kè khỏi giữ luôn. Ở đây mấy cô bán hột vịt rồi trái cây rồi nữa nè. Chào cô. Hôm nay vô mùa trái cây bán nhiều loại quá hả cô? Dạ. Riêng, măng cụt. Dạ, giải nữa kìa. Ồ, giải đây quá trời tươi luôn kìa. Không chị, trời ơi, được em để em rồi, ta lấy mỗi bữa luôn. Cô giải dạo này là bao nhiêu ký vậy cô? Dạ, 4-5 ngàn. Dạ, lấy cho con chùm đi cô. Dạ. Có chùm nào lớn hơn xíu không? Lớn hơn xíu cũng. Thôi lấy vậy, thôi lấy đồng này thôi. Dạ. Tươi không có cái đó tươi không? Tươi nè. Dạ. Dạ. Gần trái rồi kìa con. 2,5 kg chị ơi. Wow. Cái đó em nói thiệt chị đó, đi em vòng vòng em cũng bỏ nè. Dạ. Cô mua hột vịt ha. Nhiêu quá chị? 2,5 kg là nhiêu ta? Ngoài đây có măng cụt rồi nữa nè cô chú. Đó. Măng cụt là nhiêu ký chị? Dạ. Cô này lựa măng cụt nè. Dạ không, mua nhãn thôi, ủa, giải thôi. Dạ. Là 90, 112 nè. Đây. 100 đi. Một. Đây, để em đưa cho 10 ngàn. Nè, chị lấy tờ 20 đi. Dịch mắt quá.
chị cho em để đó, đằng hồi em về em lấy được không chị? Chị nào chị mới về? Lấy nhớ em nè. À. Nó lấy nó bán nó chiều rồi. Vậy ha. Dạ. Yeah. Hồi chị về sớm chị gửi cái chị đó ha. Dạ. Đây chị bán hột vịt đồ nè cô chú. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Đây có gỗ hột vịt dễ thương quá luôn nè. Đó. Đó. Hôm nay thấy giải đầu mùa ngon lắm cô chú. Ở đây có mấy cô bán bắp nè. Như em nói hôm nay là ngày mùng 2 cho nên là mấy cô bán bông nhiều lắm. Ở đây có bán vịt con rồi nữa nè. Đó. Bên đây đó, bông quá trời bông luôn. Bông rất là đẹp luôn cô chú. Đó. Cô bên đây thì bán bắp nấu nè. Chào cô. Hôm nay mùng 2 bán bông nhiều hả cô? Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Dạ. Bông quá trời đẹp luôn. Nhìn giống như là Tết vậy đó. Rồi con cảm ơn mấy cô nha. Dạ con ở Tiền Giang. Dạ. Ngày nào cô cũng bán bông ha? Không. Dạ. Trước giờ có ai quay cô chưa? Cũng có nhiều người quay ngoài đó chứ. Dạ, vậy là cô cũng nổi tiếng lắm rồi nè. Dạ, con quay giới thiệu chợ đồ cho bà con coi á. Dạ, cho bà con xa quê hương đồ coi đỡ nhớ. Dạ. Con cảm ơn con nha. Dạ. Bên đây cũng có cái khu bán rau củ nữa nè cô chú. Nhưng mà mình bây giờ đi ra cái khu bên đây ha. Khu bên đây thì bán đông hơn nè. Bên đây là khu bờ kè. Ở đây có mấy chú chạy xe ôm buổi sáng rồi nữa nè. Bên đây có một số cô bán hàng rong đồ. À, đi tới đây mình có thể ghé bên đây để đi lại phà cái nhum nè cô chú, phà măng thích đó. À, qua phà là ở đây là cái con sông Măng Thích nha, sông Măng Thích thì qua bên đó là Vũng Liêm của Vĩnh Long. Chào cô. Ở đây có mấy cô bán xoài, bán chuối đồ nè. Đó. Bên đây thì chị bán rau. Dạ, bên đây thì cô bán thịt bò nè. Cái con đường xuống cái bến phà buổi sáng rất là nhộn nhịp luôn cô chú. Phà lúc nào cũng tấp nập người đi hết trơn á. Buổi sáng có thể ngồi ở bờ kè này uống nước ha. Có những cái bàn ghế bà con bắt ở đó cho mình ngồi uống cà phê để ngắm sông Măng Thích. Đó. Bây giờ cũng có chị mới mang đồ ra bán nè. Đó, khu rau củ bên đây nè cô chú. Đi xuống bên dưới rồi quẹo qua trong kia thì khu nhà lồng chợ cá ha. Cái khu Chầm Hãm ở đây cũng gần giống như là khu Chầm Hãm của chợ Vị Thanh vậy đó, nhưng mà ở đây thì nhỏ hơn. Dạ cũng lâu rồi anh. À, được tám mấy ngàn rồi. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Vô chợ nha cô chú. Bên đây cũng có cô bán sập bánh nè, bán xăm đồ.
đây, bên đây lại mua sâm uống nha cô chú. Bên đây là sâm của cô hả cô? Dạ. Lấy cho con chai sâm đi. Dạ. À, khỏi bé, lấy cái, có cái nào nó đông đá không? Ờ, lấy cái loại đông đá đi. Lấy ngoài còn đá đó con. À. Đây đây đây. Rồi. Cảm ơn nha cô. Sáng ngày uống chai sâm cho nó mát. Mùa này nóng quá. Đây cô cũng bán bánh rồi đầy đủ nữa cô chú. Xôi đồ. Đây bên đây có mấy cô bán mít đồ nè. Đó. Mít Thái đồ ha. Ồ, trái mít quá trời bự luôn. Trái mít cỡ 20-20 mấy ký cô chú. Chợ dạo này bán đắt được không cô? Dạ. Đây đi vô bên trong đây ha cô chú. Ở đây mấy cô bán cũng rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đi đi cái hướng này trước ha. Chút xíu mình sẽ vòng ra sau lưng ở khu bờ kè nè. Ở đây có cô bán bắp nè. Dạ con mua cô. Ở đây có cô bán bắp nè. Rồi chào cô. Rồi có bơ nè cô chú. Ở đây có mấy quầy bánh mì nữa nè. Hôm nay có dịp trùng hợp gặp bạn Khám Phá Vĩnh Long ở chợ Cái Nhâm luôn. Chào cô anh chị khán giả bên kênh Ông Kính Nói Đây nha. Rồi chào Thanh nha. Rồi chào cô chú trên kênh bạn Khám Phá Vĩnh Long luôn. Dạ. Hôm nay anh em không có hẹn mà có gì gặp cô chú anh chị. Dạ luôn. Anh bạn Ông Kính Nói Đây của em. Cô chú anh chị có thời gian thì qua xem ủng hộ cho anh các bạn Ông Kính Nói Đây với nha. Rồi cảm ơn Thanh, cảm ơn cô chú. Dạ. Dạ. Ở đây thì Hoàng Đế á, có cái quầy cô bán bánh mì. Dạ. Này cô biển. Cô biển hả cô? Biển Cà Mau. Cua này bán nhiêu ký đây cô? Cua biển. Này có 5.000 con à. 5.000 con. Cua biển này là rẻ nhất luôn. Việt Nam luôn nè. Cua rẻ nhất Việt Nam luôn. Bao ăn chắc thịt luôn. Chắc thịt luôn cô. Dạ. Cua này cua thịt ha. Cua thịt dạ. Cua này rồi giò muối Tây Ninh đó là dạ cảm ơn cô nha. Mấy cô bán bánh mì ở đây rất là vui luôn cô chú. Đây ở đây có cô... dạ cá sấu luôn hả cô? Cá sấu. Wow cá sấu đẹp quá. Gói ôm nữa. Dạ. Dạ ba ngày mần mỏi mệt về là gác giò bánh mì. Dạ gãy tiếu tiếu. Dạ cảm ơn cô. À vậy là ở đây có ba quầy bánh mì riêng nhau hả? Hay là hai? Ba quầy hả cô? Dạ. Mỗi quầy đều có một cái sản phẩm đặc biệt. Dạ. Cảm ơn cô. Đây ở đây có mấy cô bán bánh đồ nữa nè cô chú. Chợ này bán bánh cũng nhiều ha. Thành đang mua sầu riêng hay sao kìa. Đó. Đây là sầu riêng chín cây hả cô? Dạ. Sầu riêng chín cây á. Dạ. Cô đi chợ hả cô bán cô? Cô đi bán mà giờ hết rồi. Dạ. Hôm nay cô bán gì? Bán ớt hả cô? Ớt, rau cải đầy đủ hết. Dạ. Đây cô bán sẵn là tiền bánh con. Trời ơi, ớt này rẻ vậy ta. Dạ. 5.000 tính quá trời luôn nè. Có 5.000 anh Quân. Đúng rồi. Này về đổ lửa luôn. Cay đổ lửa. Dạ. 5.000. Dạ. Cô cảm ơn cô. Rồi. Chúc cô bán mau hết nghe. Rồi, cảm ơn con.
Ở đây phía sau bờ kè này nè là mấy chú đậu xe ở đây để chờ mấy cô đi chợ ha. Ngoài ra ở đây có những cái chiếc đò nhỏ đưa đón bà con qua lại buổi sáng để đi chợ nữa. Bên đây thì có một số gian hàng bánh nha cô chú, giống như lúc đầu em quay á, cũng có bánh. Ở đây cũng có một số gian hàng bánh nữa. Chào cô. Bên đây rau củ ớt. Đây, bên đây có trái cây nè, ổi rồi dưa gang đồ. Như mấy cô nói trong đây là khu nhà lồng chợ cá trong đây nè cô chú. Còn đây là khu nhà lồng mới của chợ Cái Nhung nha. Ở trong đây thì một số cái gian hàng thực phẩm trong đây. Còn nhà lồng chợ cá sẽ nằm mé bên đây nha. Đó. Đây có trái cây ha, ổi, trứng vịt, dưa gang. Dưa gang thì trái tròn tròn không cô chú? Đây, ở đây có mấy cô cũng bán bắp rồi nè. Chào cô. Chợ này bán được không cô? Dạ. Dạ. Cô nói là chợ bán cũng chậm ha. Dạ. Cái này bắp mình làm nhà hay là mình đếm lại của bà con cô? Dạ. Đây có lá cách rồi rau lang rồi nè cô chú. Ồ, ở đây có cái trái bắp non nữa hả cô? Bắp này cái mình hái xuống. Dạ. Cái bên kia là 35, bên đây 25. Dạ. Cô cái này do nó không phát triển nữa mình hái hay sao cô? Cây okay, mình chỉ để có một trái thôi. Dạ, còn cái này mình phải lãi ha. Ừ, 2-3 dạ. Trái lận nhưng mà chỉ một trái là một trái. Dạ, nó ra nhiều thì mình phải lãi. Có 2.000 Dạ. Để tận dụng cái mình nấu ăn luôn. Nếu mình để nhiều nó hơn nó lép hết trơn, nó không có họ nặng. Dạ. Dạ. Vậy là cái này người ta tận dụng ra để chế biến món ăn luôn nè cô chú. Mình nấu đồ món hoặc mình xào, mình hầm, xả đồ ăn ngon chứ. Dạ, nó ngọt nước hay cô? Cứ đem về mà con gà hầm, vịt hầm, xả là rồi. Ồ, bá cháy quần chát luôn hả? Rồi, con cảm ơn con nha. Dạ. Cho cô nổi tiếng chợ Cái Nhung luôn. Bên đây mấy cô cũng bán rau rồi nè cô chú. Dạ, khám phá Long ai đằng kia cái sau lưng kìa. Của em là ống kính đó đây. Dạ. Khám phá Long á đi vòng vòng nắng kìa. Dạ. Ống kính đó đây, các bạn khám phá Long có mấy năm mới về mấy lần rồi. Dạ, hôm nay đang quay đằng kia kìa. Dạ. Dạ. Anh ấy ơi, mua con nhút rồi hả? Qua đây mua giùm vài bó con muốn thôi. Nói hàng giùm ơi. Chút xíu chị gặp khám phá anh Long nó cũng quay đằng kia kìa. À, dạ, hôm nay hai anh em không có hẹn mà gặp nhau ở đây luôn. Gặp nhau tại chợ không hết á. Dạ. Đây chị có bán cái một măng quá trời bự luôn nè cô chú. Quá ngon. Đó. Giới thiệu bán giùm chị cho đến giờ là chưa bán được một lọ con nhút nữa nè. Cái này gọi là măng đen luôn hả chị? Ờ, măng đen. Dạ. Một măng nó có 20 ngàn đó kẻ không? Quá thì rẻ luôn. Hồi ta điện tạo nhớ ta mua lấy nghe hồi. 20 ngàn thiệt hả chị? Đâu có đợi nó chơi á. Vậy hả? Đầu mùa đâu có giá đó. Dạ. Đầu mùa. Dạ. Có hiểu sợ không kìa? Mà cái mút non đó, bán con gà đó. Mút non ha, ăn lẩu gà rồi. Mút mướp, khổ qua rồi. Chị này bán rau ngon luôn à. Lá cách đồ. Rồi em cảm ơn nha chị. Ba lỗ chỗ dạ.
sao mua, bao nhiêu 20 ngàn sao mua? Dạ. Đây, ở đây có mấy cô cũng bán mận nè, rồi rau nữa. Ủa, cô coi. Cười lên. Hôm nay bán đắt hả chị? Bán còn gì đó khó bán. Dạ. Hôm nay đi chợ không có nắng, bà con cũng đỡ hơn. Chứ trời mà nắng như mỗi khi là ngồi đây là nóng dữ lắm luôn. Dạ, không có hẹn mà trùng hợp. À, bên kia có cái quầy bánh quá ngon đó chị. Dạ, để qua quay giới thiệu bánh cho cô chú xem nha. Dạ. Dạ, chào chú, cho con xin quay giới thiệu bánh chứ nha chú. Ở đây cái quầy bánh của chú là bán rất là nhiều loại bánh luôn cô chú. Dạ, bánh tùm lum luôn hả chú? Dạ. Chú cái bánh nhọn nhọn này là bánh gì chú? Dạ. Nó có nhân không chú? Nó có nhân như bánh ít không? Nhân đậu xanh hả? Dạ. Dạ, bên kia là bánh cúng. Bánh gói thì ngon luôn. Dạ. Trời ơi, quá trời ngon luôn cô chú. Để xem cái nào mua ủng hộ chú ơi. Quá trời bánh giờ không biết lựa chọn luôn. Cô cũng giống con luôn, không biết chọn cái nào luôn. Chú ơi, lấy cho con cái nước uống đi cho nó mát đi. Cái bịch nước đó về pha uống đi. Một bịch hộp é với một bịch đó. Dạ. Là nhiêu á chú? Mười hai hả chú? À, con có 2 ngàn nữa nè. Ủa, em kia đi chung con không hả? Dạ. Em kia đi chung con không vậy? Dạ, đi chung luôn hả chú? Em có chung chung gì đi quay nhiều vậy? Tại trùng hợp thôi chứ không có hẹn. Cái kỳ vậy? Dạ, tại đi quay giới thiệu cảnh chợ cho bà con coi nè. Dạ. Con ở đâu ạ? Con ở bên Tiền Giang á. Tiền Giang hả? Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Mới được xuống đây cái chợ kia chưa? Con mới xuống chợ này luôn. À. Mới xuống luôn. Dạ. Không biết chợ này lâu rồi mà mới xuống đây quay lần đầu tiên. Dạ. Dạ. Còn có nào xuống đây quay bên Tiền Giang qua quay cái đạo cảnh cực nhập cái trình hiện á. À. Ai nghèo cái tiền bỏ cho. Dạ. Cái đó chương trình á. Dạ dạ. Đây chắc mình đếm lại của bà con thêm hả chú? Ờ, à, chú đếm không à, nhiều quá chú có làm được cả. Dạ. Mấy thứ. Cô bán ở đâu? Cô bán ở đây, bán gạo rồi. Cô bưng gạo bán ha. Bưng gạo bán cả hết, chứ bán nhiều quá bán hết. Dạ dạ, rồi cảm ơn chú nha, chúc chú bán mau hết nha. Rồi, cảm ơn cô. Chị, chợ hỏi lại có hình hoài đó. Rồi, bên đây mấy cô bán khoai nữa nè cô chú. Dạ. Đây mấy cô bán rau rồi nè cô chú. Đó. Ê, chị ơi. Bán rau rồi dưa leo đâu. Chợ này bán rau nhiều lắm. Dạ. Dạ. Ở đây có bông sùa đũa rồi nè. Dạ. Cô thích ở Việt Nam ha? Dạ. Con cũng thích ở Việt Nam luôn. Ở bốn ông một chị đây. Mấy cô ở đây bán rau ngồi kế không nè chú. Đó. Đây có bán, cô có bán trái thơm nữa nè. Đó. Dạ. Đây trái thơm này gọi là thơm mật. À, cô chú. Bên đây có cô bán rau rồi nè. Dạ. Mấy cô ở đây chắc không ai chịu đi Mỹ đâu.
Nó dễ đi lắm. Dạ. Cái dễ đi Mỹ lắm thôi chú ơi. Dạ. Thôi con thích ở Việt Nam để gặp mấy cô hàng ngày. Dạ. Cô bên này có bán ốc bu nè. Hả? Cô có bán ốc bu nữa nè. Có ốc bu nữa chú. Dạ, có hộp gà đồng nữa nè cô chú. Dạ. Đó. Có hộp gà nữa nè. Có hộp gà nữa. Dạ. Hồi nãy cô ngoắt con hả? Hả? Hồi nãy cô ngoắt con hả? Chú kia hả? À. Chú à, ông xanh thai, xanh xanh ở đâu á? À, cô quen hả? Cô quen. À, mà cô ngoắt. Chú hôm chậu xưa á, chú có chú chụp hình ở đây rồi đó. Dạ. Đâu rồi? Dạ. Hồi nãy cô ngoắt rồi bạn đó không thấy hả? Dạ. À, nãy cô ngoắt bạn Thanh đó cô chú. Ở đây cô bán là chừng nào mới về cô? Tới chiều mới về, tới 6 giờ chiều mới về. Ồ, chú. 6 giờ cô mới về luôn hả? 6 giờ chiều mới về tới nhà. Dạ. Ồ, cô mắc cô bị gì vậy? Bị mổ á, bị cườm á. Dạ. Rồi cứ chảy nước mắt hoài, bị mổ rồi mà nó cũng không thấy đường nữa. Dạ. Nó mổ rồi cả tháng nay mà giờ mấy giờ cũng mờ mờ vậy. Dạ. Là nhà cô ở đâu cô? Nhà ở dưới cái đường đi ra ngoài Chánh An á. Dạ. Bây giờ ở đó có hai ông bà. Dạ. Rồi mấy người con của cô đâu? Người con giờ nó ở tư ở riêng trơn mà nó ở xa không hả chú? Dạ. Rồi không ai ở chung hết? Không, không có con, không có đứa nào ở chung hết trơn. Dạ. Rồi chú bán về đây vậy bạ về đây rồi nhiều khi đau bệnh mấy bữa rồi không có bán thì mình lấy cái tiền đó mình ở nhà mình đi. Dạ. Đi bệnh hoạn rồi chú khỏe rồi đi. Dạ. Bệnh thì thôi không có đi. Cô đi bán vậy rồi chú ở nhà hay là chú có đi bán không? Không không, không ở nhà sáng không vô lên rồi. Dạ. Ở nhà ổng mà bằng cỏ cắt cỏ này kia với xịt thuốc mà mấy cái cây quý đồ đó chắc là bậy bạ gọn nhéo chia cho con tao thử thôi. Cây gì cô? Cây quý với cây mà cây quý là cây tắc đó hả? Ừ, cây tắc. Dạ. Đó. Ở đây đây nè cô chú, ở đây về khi mà về Vĩnh Long ở đây á. Dạ. Bà con gọi cái tái tắc tái hạnh này gọi là cây tứ quý nha. Tái tứ quý. Có người kêu tái hạnh. Dạ. Thì ở con á kêu là tái hạnh với tái tắc. Còn mà mới về Vĩnh Long hôm qua con mới biết là bà con gọi là cây quý. Cây quý. Ừ, cái này ở đây mình kêu cái. Dạ. Quý còn có chỗ mình kêu cái hạnh. Là ở nhà mình có trồng cái cây này hả cô? À, trồng cây này à. Còn. Dạ. Mấy cái này mình mua, con ơi mua. Dạ. Đi bán bậy bán bạ nó về đây. Tới 6 giờ chiều mới về đó nhà. Wow. Ừ, bệnh hoạn hoài. Mắt nó bị cườm mổ bây giờ. Dạ. Mổ mới có mấy bữa cái đi ra bán. Rồi mình bán một ngày vậy đủ sống không cô? Không đủ sống chú ơi. Dạ. Nhắn bán vậy đâu có mà đủ sống. Dạ. Được. Sao không rủ đứa con nào ở với mình để phụ gồng gánh? Nó có tư riêng hết trơn, nó đâu có ở. Dạ. Có vợ có chồng thì nó đứa thì có chồng thì về bên chồng mà lo. Có. Dạ. Vợ mà cho nó giường thì nó ở riêng, nó lo cho vợ cho con nó. Dạ. Bây giờ đâu phải chi mà nó có cơ sở gì nó lo cho mình còn. Dạ. Thì nghèo đi mà. Dạ. Con. Dạ. Đây cô bán này thấy cũng vất vả quá nè. Dạ, vất vả. Dạ. Sao đổi lại hả? Đổi lại. Thấy mấy cô ở đây tần tảo quá. Cô ơi, hôm nay có duyên gặp cô ở đây á, con gửi tặng cho cô phần quà của thay mặt chú Cường gửi tặng cho cô 200 nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con chỉ tặng quà thôi, hôm nay không có gạo. Dạ, tặng quà. Dạ. Chứ cô có lúc đó mà con. Dạ. Chú kêu chú lại đây chú nói cho cô phần quà rồi cô đưa cô Lâm tên chú. Dạ, quà. Dạ. Cho năm cái gạo. Dạ, dạ. Cảm ơn dữ lắm nha cháu. Dạ, dạ. Dạ, thấy cô hai con mắt cô chèm nhem mà phải đi ra chợ bán kiếm tiền nè cô chú. Cũng vất vả. Dạ, dạ. Thôi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ.
Dạ dạ. Ở phía sau đây thì có mấy đồ, mấy cô bán đồ trời trời nè cô chú. Đồ nhựa đồ nè. Dạ con không có ăn đâu, con đâu có chế biến được. Đâu có chế biến đâu, con nấu ăn nha. Dạ. Bên đây có cô bán mắm nữa nè cô chú. Chào cô, cho con xin quay giới thiệu mắm nha cô. À, đây cô có bán bà khía nè. Dạ. Hôm nay bán hơi chậm mà thấy cô ngồi buồn hả cô? Dạ. Chợ thứ bảy mà cũng vắng hả cô? Cái quầy mắm của cô nhìn hấp dẫn quá cô chú. Có cá linh nè. Là mắm ở đây mình lấy của An Giang á hả cô? Dạ. Đây mắm cá linh. Đó, bên đây là mắm cá sặc nè cô chú. Đó. Rồi mắm đầy đủ luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nghe. Phía sau đây là có một số quầy bán đồ nhựa nè cô chú. Đó. Ở đây có bán son chảo luôn nè ha. Đó. Đây là khu chợ trời. Đó, bên đây là có đồ nhựa nè, thao rổ. Ở đây thường là bà con bán chạy chợ ha. Bên kia thì có giày dép kìa. Có giày dép đồ. Đây là chú bán khăn nè cô chú. Chợ này lúc sớm khoảng tầm 6 rưỡi đông lắm. Bây giờ hơn 7 giờ cái là cũng tan hết trơn rồi. Thôi mình đi vô chợ nha cô chú. Ở trong đây là hình như là khu chợ cá nè. Cô ơi, trong đây là khu chợ cá hả cô? Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô khu chợ cá nha cô chú. Chó đây cậu. Ở đây, ở đây có mấy cô bán cá nè. Chào cô. Đây cá bóng rồi cô. Cá bóng dừa. Dạ. Quay gỡ về bên Mỹ coi ai thương cô đi theo mẹ rồi khỏi đi bán. Dạ. Cô chịu theo không? Hả? Cô chịu theo không? Chịu theo luôn. Nếu dạ. Mà chịu cô chịu đi theo bỏ mẹ xuống đây cho rồi đi về Mỹ. Vậy cô theo con về Mỹ nè. Đi quay, luôn. Quay xong chợ này con đi về Mỹ. Quay xong này hả? Về Mỹ An hả? Không phải, Mỹ Tho. Mỹ Tho hả? Cô chịu về Mỹ Tho không? Thôi, về Mỹ Tho để ấm ăn thích xuống hơn. Dạ. Dạ. Đây cô bán cơm với cá bóng nè cô chú. Từng ở đâu nè? Dạ con ở bên cây lẫy á, gần Mỹ Tho nè. Dạ. Định cho cô có gian gì Mỹ Tho. Thôi, Mỹ Tho đâu mấy con quen qua ai bỏ chỗ đi vậy? Dạ. Đây cá bóng, cái này người ta xúc dưới sông rồi cô. Cá bóng dừa. Dạ, cái này bán được nhiêu ký rồi cô? 100 ngàn. Wow, dạ. Tôi mua không thành hết rồi cưng. Dạ. Cô không thành cho chị về đi cưng. Cái này nó sống không cô? Sống thoải mái luôn. Dạ. Cũng không thành hết đi, hết vô đây bán cưng hết, giờ ra 200 ngàn luôn cô. Con thả hết sống không? Cưng thả hết, sống thoải mái. Dạ. Nè, cứ con nè, sống nè, trên dưới nè. Đâu cô cân cho con nữa đây? Không, cô bán mở cho con là 2 ký mấy luôn, là 200 ngàn luôn. Mấy cho con nó nè chị ba chị mượn chút cho mấy này được 2 ký không ta? Trên, trên, trên. Chịu gà cưng đâu cũng dạ. Không thành mà đâu có gà. Vậy không thành. Sống đây. Sống sống không cô? Đấy, sống thoải mái luôn. Sống hen. Ừ. Dạ. Thì con trả tiền cái đi. Trả tiền. Rồi cưng đem xuống thông thống đi. Dạ để. Cái khỏe lắm á. Dạ. Thầy ông mua số cá này giúp cho chú Nguyễn Hùng Dương ở Úc. À vậy hả? Dạ. Cảm ơn người nè, vì bán thì vừa tặng luôn 2 ký mấy luôn đó. Dạ. Em. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn cô. Rồi giấy đi. Dạ. Chị lán gì tặng luôn. Dạ. 2 ký mấy cho gì không nói láo đâu. Dạ dạ.
thường phóng sanh mấy cô không có nói tào lao đâu. Bây giờ nói tào lao đâu. Dạ. Bỏ chị này đi. Rồi cảm ơn cô. Cô có bán gà nữa nè. Gà không phóng sanh được. Ê, có bán lươn nè. Dạ. Phóng luôn đi. Dạ mua cá à, không mua lươn. Dạ. Chú dặn mua cá thôi. Dạ hả? Dạ. À, bây giờ mình xuống sông thả mới cá này nha cô chú. Ở đây có cái bến sông ha. Ở đây sáng ngày là có mấy cô chú đưa đò cho mấy cô đi chợ. Ở đây là xuồng ghe cũng tấp nập ở cái bến sông này luôn nè cô chú. Bây giờ em sẽ đi xuống đây thả mớ cá bóng này ha. Thấy nó cũng còn sống nên mua, vừa ủng hộ cho cô mà vừa mua giúp giùm cho chú Nguyễn Hùng Dương. Đây là số cá bóng dừa của chú, em mua 200.000. À, trước khi xả thì em sẽ tấn giúp cho chú Nguyễn Hùng Dương ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ em sẽ thả cho cô chú. Rồi về với thiên nhiên thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cá này cũng còn mạnh lắm cô chú. Không sao ha, có một số con nó hơi khờ chút xíu thôi, nhưng mà chút xíu nó sẽ tỉnh lại cô chú. Còn sóng đánh nó lội trong rồi. Nó rất là mạnh nha cô chú, mình muốn bắt lại không phải được dễ đâu. Sóng đánh mấy con cá nó cứ bơi vô đây à. Bây giờ hết rồi, nó bơi gà rồi cô chú ơi. Rồi cảm ơn cô. Coi ai bệnh mà xấu xấu á mà mai cho cô về bệnh. Trời ơi, đẹp trai nó chịu chứ. Đẹp trai nó chịu hả? Vậy không xấu mà. Xấu mà có tình nữa, có tình mới được á. Dạ. Người ta thích đẹp trai, cô thích xấu hả? Người ta thích đẹp trai, cô thích xấu à? Không, thích xấu vậy nó nuôi nó thương mình chứ. Dạ. Thứ đẹp về mình nuôi là nó. Về về ổng đào hoa quá hả cô? Hả? Mấy người đẹp trai đào hoa hả? Ờ, đào hoa dữ lắm. Như con đào hoa dữ lắm á. Con có đào hoa đâu. Ừ. Rồi bây giờ vô chợ, chợ bây giờ mau tan quá hả cô? Ừ, chợ tan. Lúc sớm chỗ này kẹt xe luôn mà giờ không có người đi luôn rồi nè. Nó ngày mai á, ngày mai là nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Người làm con xấu thì giới thiệu cho con nha. Dạ dạ. Cô thích làm mai người xấu à? Đây đi vô chợ cá trong đây nè cô chú. Ở đây có một số tạp hóa, mấy cô bán đồ gia vị đây nè. Đó. Em cứ nghĩ là những cái ngôi chợ huyện, chợ thị xã thì bà con sẽ đi chợ trưa hơn. Nhưng mà không ngờ ở đây chợ khá là mau tan luôn nha. Đây một số quầy gia vị luôn nè. Ở đây một số sạp thịt heo ở trong đây nè cô chú. Đó. Mấy sạp thịt heo ở trong đây nè.
Bên đây là sạp thịt heo. Bên đây là quầy cá biển, hải sản đồ. Đó, bên đây khu cá phía sau là cô chú. Đây bán cá nuôi bè ha. Đây có tôm sống luôn nè. Những quầy cá chào anh. Bên đây cô bán cá phi rồi nè. Đó. Chợ thì cũng mau tan lắm cô chú. Đây bán cá nuôi bè ha anh. Dạ. Cá điêu hồng rồi nè. Cá hương rồi cô chú. Đó. Em cảm ơn nha. Dạ hôm nay bán được không anh? Dạ. Mấy cô bán rau ngoài than quá trời luôn. Bên đây mấy cô bán cũng cá nữa nè, cá nuôi bè đâu. Đây có cô bán bánh chè hả cô? Hết chè rồi hả? Hết rồi. Chè mấy cô bán đắt quá nè. Bán hết rồi. Dạ. Qua bên kia kìa, tô nó đẹp kìa, qua bên kia. Dạ. Cô bán nhỏ nè. Đây, đây, đây. Cô bán nhỏ nè. Dạ. Bên đây có con cá cũng bự lắm nè cô chú. Đây. Cá rô phi lớn, con cá này cỡ 1 ký mấy á. Đây cô bán cá hả? Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Đây cá biển luôn nè. Đó. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Đây, bên đây cũng có cá rồi nè cô chú. Mình đi xuống bên đây luôn ha. Bên đây anh có bán cá nha. Anh cho em xin quay giới thiệu mấy con cá nha. Rồi ở đây mấy anh nói thoải mái. Đây cá rô phi, cá lăng rồi nè cô chú. Cá lăng này thường cá lăng sông. Đây mấy anh cũng bán cá đây. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Đây có cô đi bán bầu, bán bí đồ trên cái gỗ luôn nè. Bên đây có tôm, cá biển nữa. Ồ, đây có con cá này giống cá đối mà nó lớn rồi. Cá này cái gì quên rồi. Cá biển, cá đối. Dạ, cá đối biển. Cá đó là 2 kg á cô chú. Đây, bên đây mấy cô cũng bán cá nè. Đa số chợ này cá nuôi bè đồ nhiều. Chứ cá đồng hoặc cá sông thì cũng ít lắm cô chú. Lương nè. Đó. Bên đây bán khô. À. Ở đây
có chị bán mớ cá lồng tông nè. Chị cho em xin quay giới thiệu mấy con cá xíu nha. Ở đây chị có cá lồng tông làm sẵn rồi nè cô chú. Đó. Rồi bên đây là mớ cá bóng nè. Đó. Ở đây có cá lóc đồng. Chợ này cá lóc đồng thì hiếm lắm. Bên đây có bán khô đồ nè cô chú. Đây qua bên đây bán cá cũng nhiều nữa nè. Chào chị. Bên đây có cá bóng nhỏ rồi nữa nè. Ở đây là cá sông á chị. Dạ. Tép đồ ha. Chợ này thì cũng có cá sông nhưng mà không có nhiều lắm á cô chú. Đây cá bóng nè, cá lồng tông rồi nè. Bên đây là khu bán hải sản đồ nhiều ha. Có mực nè, rồi tôm đồ. Đây có cá chập chúng nè cô chú. Đây. Cá chập. Trời ơi hết. Ở đây khi mà bán chậm quá thì mấy cô sẽ bưng cái thau cá và đi mời bà con ha. Không, cô. Ở đây có chị bán chả cá nè. Cá thác lát. Chào chị, cho em xin quay chị mài cá cái nha. Đây cá nàng hai hả chị? À. Đây. Cái này là cá mới nhạo qua cô chú. Còn bên đây là đã làm thành chả và có gia vị rồi nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi em cảm ơn nha chị. Đây mấy cô bưng những cái thau gạo vô đây để mời bà con luôn nè. Chào cô. Gặp cô nữa. Có cu biển đâu nữa nè cô chú. Đây dãy bên đây cũng bán cá rồi dưới đây nè. Em đi xuống đây luôn ha. Đó. Bên đây là có tép sông đồ, rồi cá sông đồ. Chào chị. Hôm nay bán cá được không chị? Dạ. Em thấy thứ bảy mà sao chợ cũng vắng quá ha. Chắc bà con hết tiền rồi. Hình như con cá này gọi cá sát phải không chị? Dạ. Đây khu này thì mấy chị bán cá sông đồ. Em cảm ơn nha. Đây. Đây là cá là bao la luôn. Đó. Cá điêu hồng, cá he, cá dồ, cá cha đồ. Thank you.
ở đây bán cá sặc bổi rồi nè cô chú, rồi ít đồng rồi ha. Bên đây thì cô bán cá hành tiêu tỏi đâu. Dạ chào cô, hôm nay bán được không cô? Dạ hơi chậm hả cô? Dạ ở đây cô có bán hột quẹt đồ nữa nè cô chú. Dạ, dạ. Đồ gia đình đồ. Con cảm ơn con nha. À, bên đây là có cá bao la luôn. Đưa mấy chị mấy cô bán cá đi nước ngoài hết rồi, mai mốt ai bán cá. Đây cá lăn rồi nè cô chú. Chào chị. À, mình đi vòng qua bên đây ha. À, đây là đi vòng trở lại cái khu bờ kè ở ngoài sông lúc sớm nè cô chú. Bên đây có gian hàng mắm rồi nè. Bên đây anh bán mắm hả? Anh bán mắm hả? Cho em xin quay giới thiệu với nha anh. Dạ. À, đây là có những cái keo mắm tôm nè cô chú. Rồi mắm cá linh đồ. À, có ba khía đồ nữa nè. À, bên đây kế cô bên đây cũng có cái sạp mắm với ba khía luôn nè. À, con xin quay luôn ấy nha cô. Dạ. Đây bà khía nhìn rất là tươi luôn cô chú. Cái này là mình mới muối đâu phải không cô? Nó với Cà Mau nó dễ lên là mình bán được rồi đó không? Dạ. Bán vừa bán. Dạ. Cái này ở với Cà Mau. Thuốc với Cà Mau rồi ha. Cà Mau kể luôn. Vĩnh Long ấy, Vĩnh Long nó đưa về cho mình thử. Dạ. Tại vì mấy con này ở vùng đó mới có. Đúng rồi. Rồi con cảm ơn nha cô. Đây mấy quầy mắm quầy bà khía đây rất là hấp dẫn luôn. Rồi em cảm ơn nha anh trai. Ở đây có những cái quầy đồ gia vị cũng lâu năm lắm nè. Chào chú. Rồi bây giờ mình đi ra hướng ngoài đây luôn nha cô chú. Chào cô. Đây cô bán đầy đủ luôn nè. Dạ con xin quay giới thiệu cái quầy cái quầy vàng bạc đá quý của cô luôn nha. Dạ. Dạ ở đây cô dám đem vàng ra bán giữa chợ luôn nè. Dạ. Đây cô bán lâu ở đây chắc hả cô? Dạ. 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 Như là chợ mới là cũng khoảng 12 năm hả cô? Dạ. Hình như dạ. Khu nhà lòng trên bây giờ cũng ít người bán. Dạ. Đây là ngoài cô bán vàng ra thì còn một số đồ kẹp tóc rồi nè cô chú. Đó. Dạ. Rồi dao nữa. Hả? Có khô nữa nè. Tôm khô luôn. Chợ dạo này bán được không cô? Bán cũng không có chạy lắm nha. Dạ. 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 Chắc do bây giờ kinh tế bây giờ trầm trọng quá rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. Bên đây là mấy cái sạp thịt heo nè. Đó. Đây.
chào cô. À, dạ. À, mấy cô ở đây á, cô nói là chợ bán đắt lắm, nhưng mà cô sáng ngày phải ăn sáng bằng cơm nguội luôn. À. Đây, ở đây có cô nào bán dừa khô nè. Chào cô. Hôm nay bán được không cô? Thấy chậm hả cô? Dạ. Đây cô có nạo dừa nè, ép nước cốt dừa luôn. Mấy quầy của cô ở đây đa số là cô nào cũng bán lâu hết rồi. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Con ở bên Cai Lậy, Tiền Giang. Đây, ở đây có một số sạp bún luôn nè cô chú. Đó. Ở đây mấy cái quầy bán bún nè. Bún bánh tráng ha, chả lụa đâu. Dạ. Chào cô. Dạ. Hôm nay bán được không cô Sáu? Dạ. Chị mua gì chị? Thầy có chả quế rồi nữa nè. Đó. Chị mua gì? Có hủ tiếu. Có. Còn lớn còn nhỏ. Bánh tráng đâu nè cô chú. Đó. Bánh tráng mì, bánh tráng nếp, bánh tráng gạo rồi ha. Rồi bánh tráng xốp, bò bía đồ. Đó. Có cơm dẹp nữa nè. Cơm dẹp đó. Dạ. Cho nước ngoài thèm chơi. Dạ, cô nói quay cho cô chú ở xa thèm chơi hả? À. Dạ, quay mấy cái này bà con nhớ quê hương dữ lắm. Dạ. Ủa, ở bản không có cái bún tươi này hả cô? Bún khô trụng thôi. À, ví dụ người ta ăn hủ tiếu hay là bún riêu gì phở đâu có mấy cái tươi người ta. Cái không biết. Ăn mà mấy cái món bún tươi này thì mua bún khô vậy. Dạ. Chắc cô cũng có người thân ở bản ha. Đâu có bún tươi đâu bạn. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây mấy cô bán hành tiêu tỏi đâu cũng ngồi ở đây nè. Dễ thương lắm. Dạ. Cô không ai thương hả? Để con quay lên mới mốt có người thương nha. Cô đó thật sự là cô đơn á. Cô đơn luôn ha. Rồi để quay lên sau video này sẽ có người thương cô. Đây cô gì bán rừng đây. Rồi cô Hạnh nha, lần sau cô chú ăn đám cưới cô Hạnh. Phải lần mai nó có đám cưới ăn nha. Dạ. Giá luôn đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Ở đây mấy chị đồ cũng bán cải mần dưa nè. Rồi cải chị con mua em đi. Dạ. Mua gì chị? Có rau muống dừa, rau nhúc vườn luôn nè cô chú. Đây bên đây cũng quầy rau củ nè cô chú. Đó. Bên đây có một số quầy bún luôn. Bên đây chị này vừa bán bún. Đây là mắm chân hay gì nè. Chị cái này mắm chân hả chị? Chị ơi, cái này mắm chân hả chị? Em mua một keo mắm chân nè. Này nhà mình làm hả chị? Rồi ha, nhiêu keo đây chị? Rồi lụm cho em một keo. Của chị bán hả? Dạ. Đây có cơm dẹp rồi bánh bò rồi nè. Đây trời, mấy cô bán ngồi trên cao dễ thương quá nè. Dạ.
này chút xíu ghé quán cơm ha, xong cái ăn cơm luôn. Dạ. Bán trên đây ngồi trên cao quá đẹp luôn rồi nè. Rồi em cảm ơn nha. Có không? Có không, em làm mai, làm mai tầm bậy bữa sau ông xã chỉ là dí quýnh à. Dạ. Sao 70 tốt cô? Thì cái anh đến nói 70 rồi, càng già càng già càng gai gì đó anh. Dạ. À, mấy cô ở đây dễ thương quá. À, ở đây mình đậy lại bằng cái miếng vải ha cô. Ngày qua chú đó kìa, bán chè, bán bánh mì, ăn cái chè, ăn bánh mì đi. Dạ, nãy giờ con mua quá trời rồi. Nó nhắn dạo ha. Đây lá chuối mình để làm gì cô? Có bánh tét. Có bánh tét hả? Dạ. Là gói đây phải không? Ừ. Dạ. À, bây giờ là chuẩn bị lá gói bánh tét nè. Đó, gói xong thì qua bên đây là thành phẩm. Đó. Dạ, bán đồ chai luôn hả chú? Chè, rồi đồ chai, bánh tét, đồ. Đó. Toàn là đồ ăn giặt không nè. Ngồi trong đây mát quá chú, gió thổi vô luôn nha. Chè đậu trắng. Đó, sắp hết rồi. Rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ. Ở trong đây thì cũng ít sạp lắm cô chú. Đó. Chào cô. Cô bên đây cũng bán đồ chai luôn nè. Dạ. Con xin quay giới thiệu luôn nha cô. À, đây cà ri hay gì nè? Đây đồ tôm thôi. Dạ. Chú bên đài truyền hình hả chú? Dạ con bên YouTube chú. YouTube là sao? Con quay giới thiệu cảnh chợ đó. YouTube là mình tự làm chứ không có đài truyền hình. Dạ. Dạ, con mới xuống đây đầu tiên luôn. Dạ. Chú bán gì? Bán hôm đó về dạy lọc quá quay như vậy, quay trong á. Dạ. Trong tôi quay. Dạ. Ngồi trong đây bán mát hay chị? Giờ này cũng bớt khách rồi ha. Dạ. Đây chợ thị trấn. Dạ. Đây chợ thị trấn mà em thấy cũng mau tan quá. Dạ, mà hôm nay lại thứ bảy nè. Chủ nhật đông hơn hả chị? Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Đây cái quầy của chú đâu? Dạ. Chú lên thiên đàng xuống địa ngục là tôi muốn. Vậy hả? Bái làm nhất răng dùng đẩy lại đây. Ghê à. Đúng rồi, chú vợ là chú chỉ cho tam bái nhất bái. Có luôn ha. Là, có luôn ha. Là chú chỉ mình lại rồi cho nó đúng cách luôn hả chú? Đúng luôn. Tôi quá dữ luôn. Lấy nước trà đổ đầu chú đổ xuống. Câu đó cô. Đây chị là chú cũng rất là gành lễ nghĩa luôn à. À. Tôi có chỉ tầm bậy đó, chúng tầm bạ bậy nó chứ chú không phải là gì. Chỉ tầm bậy mới vô tầm bạ đó. Dạ. Mà bây giờ con thấy hình như là đám cưới cũng người ta cũng chế bớt những cái lễ. Nhưng mà cũng hay người gia đình ta bắt buộc phải tam bái nhất bái thôi tính hả? Dạ. Dạ. Đây cô chú, đây mấy cô giờ này cũng còn bán rau nè. Giờ nắng lên rồi. Lúc sớm thì chưa có nắng. Đây cô này đang bào bắp chuối hả cô? Dạ, bắp chuối. Dạ. Bắp chuối nè. Đó. Sáng ngày mấy cô nói bán cũng chậm lắm. Dạ, quá trời chậm luôn. À, đi chợ mà thấy mấy cô bán chậm nhiều khi cũng cũng buồn theo. Dạ, chị này thì đa số bán rau nè. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Đây cái khu này lúc sớm thì em cũng quay rồi nè cô chú. Dạ. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài bờ sông nha. Quay cái cảnh bờ sông đây cho cô chú xem.
đây cũng có một số chỗ bà con bán ở ngoài đây luôn nè. Ở đây em thấy có cái ghe bán dừa nè. Đó. Rất là nhiều dừa luôn. Ở đây chú đang sang dừa qua ghe bên kia. Ở đây toàn là dừa. Đây là dừa khô không hả chú? Dạ. Cái ghe này cũng rất là lớn luôn các bạn. Ở đây có những chiếc bo bo tuần tra trên sông hay sao nè cô chú. Như chiếc bo bo này người ta đưa đón khách du lịch tham quan hay sao á. À, ngay chỗ này là con sông Cổ Chiên nha cô chú. Hướng này khi mình đi theo cái con sông này là sẽ đi đổ ra về chỗ này là cái con sông Mang Thích nha cô chú. Hướng này mình đi thẳng ra là đi về sông Cổ Chiên để đi về Bến Tre đó cô chú. Qua bên đó đi ra đó mình có thể ra cù lâu dài sẽ nằm bên sông Cổ Chiên ha. Còn ở đây là sông Mang Thích. Còn hướng ngược lại của con sông này là mình sẽ đi về cầu Mang Thích. Đó. Đây, mấy chiếc bo bo ở đây chạy tốc độ cao nè cô chú. Chiếc bo bo mà chạy qua là sóng rất là nhiều luôn. Hình như ở đây có mấy cô trong phái đoàn đi du lịch hay sao nè. Mấy cô đang chờ một cái chiếc tàu, chào tới đón. Đây có chiếc tàu tới đón nè. Ủa mấy cô, cái này mình đi du lịch hay gì hả mấy cô? Dạ. Về quê hả cô? Cái này là chiếc tàu này mà mình đi đâu hả cô? Qua đâu hả cô? Dạ. Tại vì bên đó khu du lịch hả cô? À dạ dạ. Con tưởng đâu là chiếc tàu du lịch. Dạ. Ê mấy cô hôm nay đi qua chợ tham quan hả? Dạ, ở Cần Thơ mình muốn đi về nhà là phải gọi lại bến này. Dạ. Dạ con ở Cai Lậy Tiền Giang. Ây, mấy cô mặc đồ rất là đẹp luôn. Đây có chiếc tàu nè. Đó. Đây, cảnh sông nước vui quá cô chú. Dạ. Dạ. Cô bán xong chưa cô? Cô bán xong chưa? Chưa cháu ơi. Chưa hả? Rồi, đi về nhà đó cô. Mấy cô này ở Cần Thơ. Ở đâu? Mấy cô này ở Cần Thơ bây giờ đi về nhà chơi. Đi chung với phái đoàn này vậy hả? Dạ không, con đi có mình nè. Con lại đây con quay phim nè, khi gặp mấy cô nè. Chú ở đâu? Dạ con ở Cai Lậy Tiền Giang. Dạ. Mọi người đeo hai bên đi giùm con luôn. Đi qua bên kia là miệt vườn á cô chú. Bên kia là bên kia vườn trái cây nhiều lắm anh.
mấy cô này ngồi dạ chắc cũng vài tháng á cô. Dạ cũng vài tháng con mới xuống làm. Cô này bán rau nãy nè. Dạ chừng nào có dịp con về con ghé thăm cô. Như qua bên kia là Vũng Liêm. mấy cô ngồi tinh ghe vui quá. Rồi bye bye mấy cô nghe. Rồi bye bye mấy cô. Cái chiếc ghe này dễ lái không cô chú? Có cái hoa lăng giống như là xe ô tô rồi đó. Cô ở đây rất là vui kìa. Thì ở đây thì có một cái bến phà nè cô chú. Ở đây có một cái bến phà ha, để em sẽ đi lại cái bến phà quay cho cô chú xem luôn ha. Đây là chú xuống ngay cái con đường đây. Bên đây có một số sạp, mấy cô cũng bán rau củ bên đây ha. Bên đây là ngay chỗ ngã ba mà mấy cô bán bông lúc sớm nè cô chú. Bên đây thì bán rau củ, dạ bên đây bán rau củ ha. Dạ bên đây thì bán trái cây nè. Này bán xài, chị này bán xài ha, sầu riêng đâu. Xài thì 10.000 ký. Đó. Bên đây sầu riêng rồi nè cô chú. Đó. Rồi ở đây thì có mấy cô bán trái cây mít sầu riêng rồi cô chú. Đi giải trong đây là những cái sạp trái cây nè. Đó. Những cái sạp trái cây bên đây cũng lớn lắm. Thì nãy em chưa quay ở đây ha, giờ vô chia sẻ một góc ở đây cho cô chú xem luôn. Sau đó mình sẽ đi ra bến phà. Đó. Trái cây bông hoa đồ. Wow, ở đây mấy cô bán bánh cũng có nữa nè. Chợ này tính ra bán bánh cũng nhiều cô chú. Đó, những cái sạp trái cây. Dạ chưa. cam, bơm, dải, nhãn đồ rất là nhiều. Ở đây cũng có mấy cô bán bánh đây nữa. Mấy cô ở đây bán bánh, ngồi ở đây thì sẽ mát hơn. Dạ. Dạ. Bánh nhân gian hả cô? Dạ. Ở đây chắc mấy cô tự làm luôn. Dạ. Bánh bò, rồi bánh bèo, bánh chuối, bánh ít trần nữa. Xôi, bắp hầm luôn. Xôi, bắp. Dạ. Ở đây chắc mấy cô bán cũng lâu năm lắm hả cô? Bán mấy chục năm rồi. Dạ. Khoảng em ơi em mua gì ghét lấy 30 năm. Wow. Hai khoảng 26 27 năm. Dạ. Theo lúc đó cô còn trẻ, giờ cô cũng lớn rồi. Năm nay 61 rồi. Wow. 61 tuổi là 50. Sao thấy cô trẻ vậy? Thấy con tưởng đâu cô khoảng chừng 50 năm mấy. Đâu có 61. Sinh năm 1963. Dạ. À. Nhưng mà thấy cô rất là trẻ luôn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô nha. Cô bên kia thì bán bánh tét kìa. À. Bên đây thì cô này bán trái cây nè. Đặc biệt bà con xa quê hương là sẽ nhìn cái trái mãng cầu gai này sẽ rất là nhớ. Đó. Đây mãng cầu sim. Mãng cầu sim 70.000 chà đào á. Dạ. Mãng cầu. Cái món đó nổi tiếng hả cô? Cái mãng cầu sim này thường ở bên nước ngoài không có.
mà có một số như ở đảo Hawaii của Mỹ á, thì cũng vẫn có sầu riêng sim này, nhưng mà nó cũng khác một tí xíu. Rồi cảm ơn nha cô. Dạ. À, đây là cái con đường đi tới bến phà chợ Cái Nhâm nè nha cô chú. Ở đây gọi là phà chợ Cái Nhâm chứ không phải là phà Mang Thích nha. Nếu mà phà Mang Thích sẽ đi ga xa ở ngoài Dàm, Quế An. Còn ở đây là phà chợ Cái Nhâm. Ngay chỗ này có mấy cô bán trái cây nè, đó, sầu riêng đồ. Đó. Đây chiếc phà đang tới nè cô chú. Đó. Chiếc phà đang tới nha. Phà này mình đi qua mấy bên kia gọi là Vũng Liêm của Vĩnh Long á các bạn. Cô mỗi người đi qua phà là nhiêu tiền cô? Cô không biết hả? À, con tưởng cô đang đi phà. Dạ. Chiếc phà này cũng lớn lắm cô chú. Giờ này là cũng khá là trưa ha, khoảng gần 9 giờ rồi. Sáng sớm thì phà đi đông hơn bây giờ. Rồi ở đây cái con đường trên bờ nè. Mình có thể đi ra đây để đi ra đường xuống chợ nè. Còn đường xuống chợ ở đây thì xe máy đi thôi nha cô chú. Đường xuống chợ ở đây là xe máy đi. Còn mình ai đi ô tô thì sẽ đi đường này ha. Ở đây có một số quán cà phê ở đây nè. Bà con có thể sáng sớm ngồi đây uống cà phê rồi ngắm phà tàu rồi chạy qua lại ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình đi tham quan chợ Cái Nhâm cũng như là về Mang Thích của em lần này nha. Và bây giờ em sẽ tổng kết lại những số tiền mà cô chú gửi cho em chia sẻ cho bà con với lại là thả cá trong cái phiên chợ hôm nay. Thì ở những video lần trước em còn tạm giữ số tiền của chú Cường ở Canada đó là 800.000, và trong video về chợ Cái Nhâm hôm nay thì em có tặng cho một cô bán rau đó là 200.000, và số tiền còn lại của chú Cường là 600.000. Và hôm nay em có mua số cá bóng đó là 200.000, thả phóng chanh gieo duyên cho chú Nguyễn Hùng Dương ở Úc đó. Rồi những số tiền còn lại thì em sẽ báo cáo riêng cho chú Nguyễn Hùng Dương đó cô chú đó. Đó. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, một bình luận và một lượt đăng ký nha. Và mọi ý kiến đóng góp để giúp cho em ngày càng hoàn thiện nội dung của mình hơn thì cô chú anh chị hãy bình luận bên dưới để cho em cải thiện chất lượng video cũng như là những cái thông tin truyền tải đến cô chú ngày càng nó ý nghĩa và nó rõ ràng hơn cô chú. Em xin chào và hẹn gặp lại.